Mới đây tại vùng biển giáp danh giữa Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh và Vịnh Lan Hạ – Hải Phòng, chiếc máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 đang đưa 4 du khách đi ngắm cảnh, bỗng dừng mất liên lạc và rơi xuống. Nhận được thông tin, đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xuyên đêm trục với các nạn nhân. Đến thời điểm sáng ngày 6 tháng 4, có 4 trên 5 nạn nhân đã được tìm thấy. Danh tính của các nạn nhân cũng đã được xác định. Mới đây, tại vùng biển giáp danh giữa Vịnh Hạ Long Quảng Ninh và Vịnh Lan Hạ Hải Phòng, chiếc máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 đang đưa bốn du khách đi ngắm cảnh, bỗng dừng mất liên lạc rồi rơi xuống. Nhận được thông tin, đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xuyên đêm trục vớt các nạn nhân. Đến thời điểm sáng ngày 6 tháng 4, có 4 trên 5 nạn nhân đã được tìm thấy. Danh tính của các nạn nhân cũng đã được xác định. Vụ trực thăng rơi khi đang tham quan ngắm cảnh tại vịnh Hạ Long đang khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 4, văn phòng nhận được thông tin từ trực ban binh đoàn 18 và các lực lượng quân khu 3, quân chủng hải quân, bộ đội biên phòng về việc máy bay Bell 505 mang số hiệu VN8650 bị mất liên lạc. Diễn biến vụ việc cụ thể như sau: vào lúc 16 giờ 56 phút, máy bay Beo 505 cất cánh chở theo 5 người, bao gồm phi công đại tá Chu Quang Minh và bốn hành khách quốc tịch Việt Nam. Máy bay thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Đây là chuyến bay ngắm cảnh thứ tư trong ngày mùng 5 tháng 4. Máy bay mất liên lạc với đài chỉ huy và lúc 17 giờ 06 phút 20 giây tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Ngay lập tức đội trực tiếp tìm kiếm cứu nạn đã được hình thành, bao gồm biên phòng Hải Phòng 10 cán bộ chiến sĩ, Quảng Ninh điều 24 cán bộ chiến sĩ. Phương tiện đang tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm biên phòng Hải Phòng 4 xuồng, biên phòng Quảng Ninh 5 xuồng, cảng vụ Quảng Ninh 1 tàu, 3 xuồng ngư dân và 1 tàu SAR-411. Các lực lượng tiếp tục cơ động ra hiện trường gồm 1 tàu, 2 xuồng và 2 thợ lặn của quân chủng Hải quân. Đến 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được hai nạn nhân và một số mảnh vỡ của máy bay tại vị trí mép bờ đảo Hòn Dép. Đến 23 giờ đêm, hai nạn nhân được xe cứu thương chở tới bệnh viện bãi cháy thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 0 giờ ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công cầm lái chuyến bay. Thông tin mới nhất từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn, khoảng hơn 9 giờ ngày 6 tháng 4, Nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác máy bay và đang được đưa ra ngoài. Trong sáng ngày 6 tháng 4, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng biên phòng Quảng Ninh 46 người, biên phòng Hải Phòng 15 người, cảnh sát biển 18, quân chủng hải quân 38, trong đó có 9 thợ lặn, quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Bốn hành khách đều là người Đà Nẵng, gồm Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, Phạm Thị B, sinh năm 1963. Trong đó có một nạn nhân nam, một nạn nhân nữ đã được đưa về nhà tang lễ thành phố Hạ Long. Ngay sau vụ tai nạn máy bay trực thăng rơi khi tham quan vịnh Hạ Long, Thủ tướng có công điện khẩn yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Được biết Bell 505 Jet Ranger X là trực thăng hạng nhẹ do tập đoàn Bell Helicopter của Mỹ phát triển, được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm hàng không Paris vào năm 2013. Dòng Bell 505 là thiết kế hoàn toàn mới, chỉ sử dụng một số thiết bị phát triển cho những mẫu trực thăng trước đó. Đến tháng 3 năm 2022, khoảng 360 máy bay đã được xuất xưởng, biên chế cho nhiều sở cảnh sát và cứu hỏa tại Mỹ, cũng như không quân, hải quân và cảnh sát biển của năm quốc gia. Bell 505 dài 10,53m, rộng 1,52m và cao 3,25m, có 5 chỗ ngồi, tốc độ bay tối đa 232 km h độ cao hơn 5.000m. Dòng máy bay này được sử dụng rộng rãi trong du lịch, chủ yếu phục vụ bay ngắm cảnh. Tổng công ty trực thăng Việt Nam tiếp nhận hai máy bay Bell 505 hồi tháng 5 năm 2019, bổ sung vào đội bay phục vụ tour ngắm Vịnh Hạ Long. Đây là một trong những tour cao cấp ở Quảng Ninh, du khách có thể lựa chọn hành trình 10 phút giá 2,5 triệu đồng, 15 phút giá 3,6 triệu đồng hoặc 30 phút giá 7,35 triệu đồng. Hiện nguyên nhân của vụ rơi máy bay đang được điều tra làm rõ, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân đã không may thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này. Mong rằng lực lượng cứu hộ sẽ nhanh chóng tìm kiếm và đưa người gặp nạn sớm trở về với gia đình. Lời kể của người vớt các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm Vịnh Hạ Long. Theo thông tin của công ty du lịch bay miền Bắc, vào chiều ngày 5 tháng 4, một máy bay trực thăng dịch vụ của đơn vị sau khi cất cánh một thời gian đã mất tín hiệu liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các lực lượng của Trung ương, thành phố Hải Phòng và quân khu 3 nhanh chóng tổ chức triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, máy bay trực thăng đã bị rơi tại khu vực giáp danh giữa Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Danh tính các nạn nhân trong vụ máy bay gồm có 5 người là Đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công, và 4 hành khách gồm Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, Phạm Thị B, sinh năm 1958. Cả bốn hành khách đi trên chuyến bay này đều có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng và đến Quảng Ninh thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Máy bay gặp nạn là loại Bell 505, số hiệu VN 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh vào lúc 16 giờ 56 phút và mất liên lạc vào lúc 17 giờ 15 phút. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, công ty trực thăng miền Bắc đã phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Vào lúc 19 giờ 18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được hai nạn nhân cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vùng biển cách xã Gia Luận, huyện Cát Hải khoảng 3 km. Liên quan tới vụ trực thăng Bell 505 rơi ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng làm 5 người gặp nạn. Anh Đê, chú ở xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, người vớt hai nạn nhân xấu số, số cho biết. Tôi là người chứng kiến vụ máy bay rơi và vớt hai nạn nhân tử vong cùng các mảnh vỡ của máy bay. Phần còn lại của chiếc máy bay, tôi đã đánh dấu vị trí để lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận. Theo anh D, các nạn nhân mất tích còn lại khả năng bị mắc kẹt bên trong máy bay đang chìm dưới biển. Vào dạng sáng ngày 6 tháng 4, Thủy Triều đã rút nhưng lực lượng chức năng khó khăn trong việc trục vớt phần còn lại của máy bay do lo sợ nạn nhân bị trôi ra ngoài. Anh Đê cho biết thêm, lúc chiếc Bell 505 gặp nạn, anh cùng nhiều ngư dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn. Đến thời điểm 1 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 4, một người tham gia cứu hộ cho biết, trong quá trình thợ lặn tiếp cận Bell 505, phát hiện một nạn nhân ở bên trong cabin của máy bay. Khi kéo lên thì xác định đó là phi công Chu Quang Minh. Anh Đê, người chứng kiến máy bay rơi cho biết, anh cùng lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm. Tôi dự đoán nạn nhân còn lại trong quá trình máy bay rơi không còn nguyên vẹn. Trong sáng nay, tôi sẽ tiếp tục ra hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, xác định vị trí để thợ lặn tìm những người còn lại. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 4, nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác của chiếc máy bay Bell 505 chìm dưới vịnh Trà Bầu, Hải Phòng. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài. Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện đang tiếp tục được các lực lượng khẩn trương phối hợp triển khai hết sức trách nhiệm. Tổng số lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường là hơn 200 người và hơn 30 phương tiện. Trong đó, lực lượng của tỉnh Quảng Ninh là 17 phương tiện tàu, xuồng và hơn 100 cán bộ chiến sĩ các lực lượng